Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang xem tin nóng 11 giờ của truyền hình Hậu Giang. Sau đây là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị quan tâm nhớ chờ xem những nội dung chi tiết ngay sau đây. Trước tiên sẽ là một số thông tin nổi bật. Cô giáo trẻ dạy trường mầm non ở An Giang vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy kịch khi bị ong đốt. Để xử lý khẩn cấp các trường hợp trên, các bác sĩ đưa ra một số khuyến cáo. Vụ bé gái 1 tuổi ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với nghi án bị xâm hại, cơ quan công an hiện vẫn chưa đủ chứng cứ khởi tố. Ô tô giá rẻ ồ ạt được nhập về, giá khai báo giảm hơn 150 triệu đồng một xe. Tin quốc tế, 80% số cửa hàng của tập đoàn Lotte ở Trung Quốc bị buộc đóng cửa, nghi sự trả đũa của việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở Hàn Quốc. Thưa quý vị, liên quan đến nghi án bé lớp 1 tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị xâm hại tình dục, mới đây, người phát ngôn công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn chưa đủ chứng cứ để khởi tố vụ việc này, kể cả việc có tế bào nam trong dịch âm đạo của cháu bé. Theo đó, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang khẳng định, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tỉnh được giao phối hợp với Công an quận Thủ Đức làm rõ nghi án bé lớp 1 bị xâm hại. Ông cho biết, với những chứng cứ công an thu thập được cho đến nay, bao gồm cả kết quả giám định pháp y, đều chưa đủ cơ sở để khởi tố. Việc xuất hiện tế bào nam trong dịch âm đạo của cháu bé có thể do nhiều nguyên nhân cần được làm rõ. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Gia đình cháu bé có nhờ cơ quan điều tra xác minh nhiều nghi vấn khác, bao gồm cả chi tiết camera bị ngắt đúng vào thời điểm được cho là xảy ra vụ việc. Khi có kết luận chính xác về vụ việc, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vào các bản tin sau. Còn tại Phú Thọ, công an tỉnh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Văn Bình, sinh năm 1982, ở xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, để điều tra về hành vi xâm hại trẻ em. Sự việc xảy ra là khi cháu bé 4 tuổi đi cùng với mẹ ra nhà văn hóa để xem bóng chuyền. Trong lúc đang diễn ra trận đấu bóng chuyền thì cúp điện nên người mẹ đã về nhà lấy đèn điện. Lúc này Hà Văn Bình, người cùng xóm cũng đi xem bóng chuyền, thấy cháu bé đứng một mình nên ẵm cháu xuống đồi trà gần đó và thực hiện hành vi xâm hại. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt ngay tên yêu trâu xanh này về trụ sở công an để làm việc. Hẳn quý vị còn nhớ trong tin nóng 11 giờ, chúng tôi từng đưa tin về một cô giáo ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nguy kịch do bị 70 vết đốt của ong giò dẻ trên cơ thể. Sau hơn 3 tháng điều trị, hiện sức khỏe của cô giáo này đã ổn định trở lại. Thì nay, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận một cô giáo mầm non ngụ ở An Giang trong tình trạng suy hô hấp do tổn thương phổi nặng, suy đa cơ quan cũng do bị ong đốt. Nạn nhân là Phạm Thị Thúy Quy, 23 tuổi, được Bệnh viện Đa khoa An Giang chuyển đến vào ngày 12 tháng 3 trong tình trạng nguy kịch. Khai thác bệnh sử ghi nhận, ngày 10 tháng 3, sau giờ dạy học, cô này ra về. Trong lúc đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu, cô bị một con ong đậu trong nón, không rõ là loại ong gì, đốt một vết vào vành tay phải. Sau đó xuất hiện cảm giác đau nhức, rơi vào hôn mê, máu trào theo ống nội khí quản. Sau một tuần điều trị, tình trạng tổn thương đa cơ quan còn nặng và vẫn phải tiếp tục lọc máu, thở máy và điều trị tích cực. Theo các bác sĩ, trường hợp gặp phải là do sốc phản vệ xuất hiện ở người có cơ thể quá mẫn cảm với nọc độc của ong. Các bác sĩ khuyến cáo, trường hợp chẳng may bị ong đốt, cần rửa vết thương dưới vòi nước sạch bằng xà phòng, nhanh chóng lấy những chiếc ngòi ong có nọc độc ra khỏi cơ thể, làm giảm đau nhức bằng cách chườm nước đá và nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt để được điều trị kịp thời. Vào chiều qua, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn S, 31 tuổi, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, trong tình trạng biến dạng xương cánh tay. Được biết, nạn nhân té từ mái nhà xuống đất và đập cánh tay vào đống gạch. May mắn là nạn nhân thoát chết, được cho là cực kỳ hy hữu. Người thân của bệnh nhân này cho biết, anh S leo lên mái nhà cao khoảng 4 mét để lợp lại tấm tôn chống dột. Bất ngờ, cây đòn tay bị gãy, khiến anh té xuống đất và đập cánh tay vào đống gạch. Bác sĩ điều trị cho anh S cho biết, sức đè nặng khiến bệnh nhân bị gãy phức tạp 1/3 giữa xương cánh tay, cần phải làm phẫu thuật chỉnh hình kết hợp xương cánh tay, nhưng không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Việc thu mua các loại nông sản còn non để xuất đi Trung Quốc không còn là chuyện mới xảy ra ở nước ta. Tuy có nhiều cảnh báo về tác hại, nhưng người dân thực sự chỉ thấy cái lợi trước mắt mà cứ làm liều. Mấy ngày nay, chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, dùng trồng quýt đường lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thương lái đang đến từng hộ dân để mua quýt non với giá 10.000 đồng một ký.
Việc thu mua quýt non mới chỉ xuất hiện trên địa bàn khoảng gần một tuần nay. Ban đầu thương lái thu mua với giá 6.000 đồng một ký, đến nay giá đã tăng lên 10.000 đồng một ký. Đặc biệt thương lái chỉ lựa những trái quýt non còn xanh cuống và cỡ nhỏ. Theo tâm lý của nhiều nông dân ở đây cho biết, do đang vào mùa khô không có nước để tưới, cho nên quýt non rụng nhiều, nên khi có thương lái tới hỏi mua, ông đồng ý bán luôn. Bên cạnh đó, giá quýt hiện nay cũng không cao, cho nên người dân lo sợ khi đến mùa giá không được như vậy. Theo tìm hiểu, trong ngày hôm nay, chính quyền địa phương sẽ cử người xuống tận nơi nắm bắt tình hình và có hướng giải quyết. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, lượng xe ô tô nhập khẩu nửa tháng 3 năm 2017 đã tăng gấp đôi so với số liệu của tháng 2 năm nay. Trong khi đó, thì giá khai báo thuế bình quân giá xe hơi nhập khẩu nguyên chiếc cũng giảm rất mạnh, khoảng 193 triệu đồng một chiếc. Đây được cho là con số lạ và bất thường của xe nhập khẩu tại Việt Nam. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 3 năm 2017, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là đạt hơn 6.300 chiếc, trong đó xe con dưới 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 4.800 chiếc. Đặc biệt, lượng nhập xe hơi nguyên chiếc tăng mạnh và giá giảm mạnh so với còn tháng 2. Điều này phần nào cho thấy sự dịch chuyển của thị trường xe nhập khi lượng xe bình dân giá rẻ tăng mạnh. Hiện nay, giá xe trên thị trường chưa có sự thay đổi lớn, nhưng việc lượng xe bình dân về nhiều cũng sẽ là áp lực với các nhà sản xuất xe trong nước và mặt bằng giá ít nhiều sẽ có thể có sự điều chỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị, những câu chuyện hư hư thực thực về bà chúa mỏ, đền mỏ, cây gạo đền mỏ tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng trong không gian linh thiêng nơi đây trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến với vùng đất này. Và đây chính là điểm tò mò nhất khi mà du khách đặt chân đến đây, cây gạo trên 700 tuổi. Được cho là có tuổi đời cao nhất trong số các cây gạo ở nước ta, gắn với sự tích công chúa Quỳnh Trân về lập am tu hành. Lúc này đang vào mùa hoa gạo nở, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp có 102 này. Với 700 năm tuổi, cây gạo Đền Mô là một trong 90 cây cổ thụ quý hiếm của cả nước và là cây cổ thụ duy nhất của thành phố Hải Phòng, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản. Cây này nằm trong đền Chùa Mỏ, cũng là di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng năm 1992, là nơi thờ công chúa Quỳnh Trân thời nhà Trần về lập am tu hành, khai khẩn đất quan giúp cho dân lập nghiệp. Được biết, cây gạo có đường kính trên 2 mét, với chiều cao của cây là 30 mét, tỏa bóng trên một diện tích rộng lớn trước sân đền. Từ gốc thân cây chính còn mọc thêm một cây gạo con. Mùa qua gạo nở, những người con xa quê và khách thập phương thường đến để giãn cảnh chụp ảnh lưu niệm bên cây đại thụ này. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một túi hành lý có chứa hai khẩu súng của một người đàn ông trên chuyến bay từ Hồng Kông về thành phố Hồ Chí Minh. Chủ của túi hành lý trên được xác định là một người đàn ông 42 tuổi, có quốc tịch Việt Nam. Hiện cơ quan hải quan lập biên bản tịch thu tang vật, lập hồ sơ để chuyển cho cơ quan công an giải quyết theo thẩm quyền. Nhận được tin báo của nhân dân, trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa phận xã Thuận An, thị xã Bình Minh, có một nhóm thanh niên đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long đã vây bắt một nhóm gồm 9 thanh niên đang tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và đã tạm giữ 10 xe mô tô. Qua điều tra ban đầu, nhóm thanh niên trên khai nhận có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông tin nóng có trong phần tin quốc tế, 80% cửa hàng Lotte ở Trung Quốc bị buộc phải đóng cửa. Ngày hôm nay 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc, ý nghĩa và sự tích liên quan đến ngày lễ đặc biệt này. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Kinh đang tăng cường những hành động trả đũa nhằm vào Seoul liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Điều này đã khiến rất nhiều công ty Hàn Quốc đang kinh doanh tại Trung Quốc gặp khó. Mới đây nhất, hôm qua 19 tháng 3, tập đoàn Lotte của Hàn Quốc cho biết 80% các siêu thị lớn của tập đoàn này đã buộc phải đóng cửa. Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ tập đoàn Lotte cho biết, tính đến ngày 19 tháng 3 đã có tới 79 trong tổng số 99 cửa hàng của Lotte ở Trung Quốc bị đóng cửa tạm thời. Cũng theo đó, Lotte bị Trung Quốc để ý kể từ khi tập đoàn này đồng ý đổi đất cho chính phủ Hàn Quốc để triển khai tháp hồi tháng 2.
Trước tình trạng trên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm ngày 17 tháng 3 tại Seoul đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trả đũa Hàn Quốc về việc triển khai tháp, lập luận rằng điều đó không phù hợp và gây rắc rối. Và đây chưa phải là rắc rối duy nhất mà tập đoàn Lotte đang mắc phải. Bởi cũng hôm qua, một giám đốc điều hành của Lotte cũng đã bị các cơ quan điều tra của Hàn Quốc triệu tập để thẩm vấn vì có nghi ngờ liên quan đến bê bối của cựu tổng thống vừa bị phế truất Park Geun-hye. Theo đó, ông Jang Sun-wook đã có mặt tại văn phòng công tố quận Seoul để trả lời thẩm vấn trước cáo buộc liên quan đến việc đưa hối lộ thông qua các quỹ do bạn thân của bà Park Geun-hye kiểm soát để đổi lại việc được ưu ái trong việc kinh doanh. Hiện các công tố viên vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Thưa quý vị, 5 ngày nữa, vào ngày 25 tháng 3, tại Italy sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU nhằm kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome. Tình hình an ninh tại đây đang được siết chặt bởi theo hãng tin ANSA, nhà cầm quyền Italy dự kiến nhiều khả năng những phần tử cực đoan người nước ngoài sẽ trà trộn do một cuộc biểu tình được tổ chức ở Rome để phản đối Liên minh châu Âu nhân dịp này. Các nguồn tin cho biết có nguy cơ những phần tử cực đoan từ Hy Lạp, Pháp và Đức có thể thâm nhập vào đoàn người biểu tình. Lực lượng an ninh Italia dự kiến sẽ tăng cường an ninh đối với hai khu vực ở thủ đô để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh EU nhằm kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome. Khu vực thứ nhất được gọi là vùng xanh da trời, nơi các nhà lãnh đạo EU có thể di chuyển đi lại an toàn. Khu vực thứ hai được gọi là vùng xanh lá cây, hay còn gọi là vùng đệm, với 18 điểm kiểm soát an ninh ra vào. Thưa quý vị có biết hôm nay 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc? Sau khi chính thức được lựa chọn từ năm 2013, hàng năm đây là dịp để toàn nhân loại trên thế giới tôn vinh giá trị cốt lõi của cuộc sống. Làm thế nào để có được niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày? Ngày quốc tế hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Vương quốc Bhutan, là đất nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Việc Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau, là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực. Bởi vậy, ngày 20 tháng 3, ngày quốc tế hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc. Tin nóng 11 giờ đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin ngày mai.